Đợt này là mấy ảnh tập trung ra ngoài vì đã xong hết rồi. Quá nhanh, quá tốc độ luôn. Cái này chỉ còn có một chòm nữa là xong rồi các cô chú anh chị ơi. Chiếc máy này vừa xong thì chiếc kia cũng xong luôn các cô chú anh chị ơi. Cớp hông mới nghe các cô chú anh chị, còn máy thì có sơn lại hết trơn rồi. Sao bữa nay ảnh bay lên máy rồi, máy cắt rồi, anh hết nổi rồi hả gì rồi? Đây tự tự anh nói luôn vậy, đâu có mình nói chứ. Rồi xong một chiếc rồi các cô chú anh chị ơi. Chiếc này ở đây thì mình thấy có chiếc 105 các cô chú anh chị. Năm này còn cũng khá là mới nha. Cô Đỗ Vlog xin mến chào quý cô chú và anh chị nha. Thì bữa nay tiếp tục cô Đỗ Vlog hành trình đi lên cắt những miếng đất cuối nè các cô chú anh chị ơi. Mà đất này không biết có chuột không nha. Đó thì hiện nay là cắt cũng sắp xong rồi. Sao bữa nay ảnh bay lên máy rồi, máy cắt rồi, anh hết nổi rồi hả gì rồi? Sáng dưới hè dòm lên thấy đang cắt mà chắc này gọi chơi trời, mau chưa? Ở đây thì mình thấy có chiếc 105 các cô chú anh chị. Trăm lẻ năm này còn cũng khá là mới nha. Quá bụi vậy. Và bên đó thì chiếc 70. Chiếc 70 đó là đời 2019 các cô chú anh chị. Ở bên đây là chiếc 100, còn bên kia thì chiếc 70. Chắc này máy chạy gấp tốc và hành các cô chú ơi. Máy 100 này cắt quá mau, tốc hành luôn. Lúa này là lúa cấy nha các cô chú. Nó bụi không à. Nó bụi nào bụi nấy thấy ghê luôn, bông giùm. Ốc nổi thiệt chứ. À, các cô chú anh chị thấy ha, lúa cấy. Miếng đất này lúc trước lúa lộn lắm các cô chú ơi, cho nên là mấy ảnh cấy. Cái cuông này tới 5-60 công mà tay cắt mình không hay các cô chú anh chị. Chắc này nó cũng sắp xong rồi. Đó, bờ bển thì chiếc 70. Quá nhanh, quá tốc độ luôn. Cái này chỉ còn có một chòm nữa là xong rồi các cô chú anh chị ơi. Máy còn rất là đẹp nha. Còn bên đây là chiếc 70. Chiếc 70 là này đời 2016. Máy này lâu lắm rồi các cô chú anh chị ơi, đời 2016 chứ không phải là đời 2019 nha.
giờ giấc này tầm 3 giờ chiều các cô chú anh chị. Còn cái máy 100 lẻ này thì còn chút xíu nữa là xong rồi. Máy này còn khá là đẹp nha các cô chú anh chị. Cổ kéo qua đây là kéo nữa là xong rồi các cô chú ơi. Vậy mà chạy quá 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 đẹp luôn. Rồi, viết 100 lẻ này xong. Rất là tốc hành nè các cô chú anh chị. Đó, các cô chú anh chị thấy ha. Xong một vạc bên đây rồi, bên kia thì chiếc 70 cắt chút nữa là xong rồi các cô chú anh chị ơi. Đó, phía bển thì chiếc 70 chạy cũng rất là mau nha. Là thấp hành đó. Giờ này giấc chiều các cô chú anh chị cho nên mát trời nha. Cắt chiên lúa thì cũng khỏe. Chầm lẻ này xong rồi, bây giờ là ảnh mấy ảnh gần này cho hết luôn các cô chú anh chị. Cái này cớp hông mới nha các cô chú anh chị. Còn máy thì có sơn lại hết trơn rồi. Máy này sơn lại các cô chú ơi. Để qua đây cắt chung với chiếc 70 nữa là xong. Anh ta xong rồi, anh ta đi qua chỗ miếng khác luôn rồi các cô chú anh chị ơi. Đây là chiếc 70. Ghê kéo à. Ở đây một chiếc cộ nữa nha các cô chú anh chị. Chỉ còn chút xíu nữa là xong hết rồi. Chiếc máy này vừa xong thì chiếc kia cũng xong luôn các cô chú anh chị ơi. Tự nó nói luôn không vậy? Không có mình nói chứ. Rồi xong một chiếc rồi các cô chú anh chị ơi. Chiếc này bắt đầu ra rồi. Ra ngoài bờ kinh nha. Đây là chạy ra đó tầm khoảng 200 m. Là chiếc 70. Chiếc 70 này chạy cũng phải nói là cực kỳ luôn. Cái này là mấy ảnh tập trung ra ngoài vì đã xong hết rồi. Còn anh này thì đã xong rồi. Anh
dọn dẹp thổi bụi thổi đồ nữa là cũng sẽ ra ngoài nha các cô chú anh chị. Còn anh 70 thì chỉ còn một luống lên, một luống xuống nữa là xong. Cắt rất là mau, tại vì cái này trời nắng đó các cô chú anh chị, cắt rất là mau nha. Chỉ còn vài bao lúa nữa cho nên là mấy anh em đợi chiếc 70 cắt xong rồi thảy lên cái cộ rồi ra luôn các cô chú chị ơi. Còn đây một cái cộ. Cái cộ đó thì nó đầy rồi, nó ra trước rồi. Đó, nó ra trước rồi. Miếng đất này mọi năm cắt trễ như gì là nó có chuột nha các cô chú anh chị. Còn năm nay thì mình thấy nó không có chuột rồi. Đó, một lên một luống này nữa là nó đã xong luôn rồi đó. Xong luôn các cô chú ơi, hoàn thành. Còn có dải bão lúa nữa là xong hết. Rồi, mấy chiếc máy cắt đã xong. Chạy ra ngoài luôn các cô chú chị ơi. Đó, còn anh 05 này, 105 này anh cũng đã xong, anh đã ra ngoài luôn. Cái anh này thì chỗ kéo cái mảnh cũng đầy luôn rồi các cô chú ơi. Kéo ra ngoài bờ kinh ở ngoài đó đó các cô chú chị. Ở đây ra ngoài tầm khoảng 200 m. Rồi mấy anh kia cũng ra luôn, mấy anh cổ kéo cũng xong luôn. Rồi, Cao Độ Vlog cũng xin kết thúc video ở đây các cô chú anh chị. Hẹn các cô chú anh chị lại video kế tiếp của Cao Độ Vlog nha. Rồi, chào, hẹn lại các cô chú video sau.